Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc về triển khai công tác phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Quang Lợi, quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Cùng có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các phòng, ban ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn huyện. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên địa bàn huyện Tân Lạc hiện có 3 chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng, gồm Agribank chi nhánh Tân Lạc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, phòng giao dịch Tân Lạc, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc với tổng số 52 cán bộ nhân viên. Thời gian qua, hoạt động các ngân hàng trên địa bàn huyện đã bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phục vụ nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế, đảm bảo ổn định, an toàn, không có vụ việc phát sinh. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, tổng dư nợ cho vay đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 28,6 tỷ đồng so với 31 tháng 12 năm 2023. Nguồn vốn huy động đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng, tăng 5,5% so với 31 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, lãi suất hộ vay còn cao do bối cảnh thực hiện chỉ đạo chung của toàn ngành để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và cho vay đối với khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện còn thấp, chỉ chiếm tỷ trọng 8% tổng dư nợ. Trong khi đó, tỷ lệ này trên địa bàn tỉnh là 22-24% tổng dư nợ. Tại hội nghị, đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong lĩnh vực tín dụng vay vốn, các chế độ vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thủ tục cấp giấy chứng nhận đất liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Quang Lợi, quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh đề nghị các ngân hàng trên địa bàn huyện trong thời gian tới bám sát chủ trương, chính sách tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu, tiếp tục phát huy công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Các ngân hàng bố trí các điểm ATM phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với ngân hàng tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện, nhất là các xã đặc biệt khó khăn.